So the question is, you mentioned that when you flew to Laos at the hotel Constellation. Yeah, you heard from your some people staying there about something big. Yeah, people are trusted. About to happen. Could you, without having to say who, can you share with us what group is that person identified with? The most important person, there were two. I mean, you find this in the book, by the way, but one was a woman by the name, her name was Tui, but I called her May in here. She was a retired opium carrier, courier, very beautiful woman, the richest woman in Vientiane, enormously rich. And she had retired. She was about the same age as I. And she had contacts to every side. She was the best informant. If you wanted to know what was going on in the world, and if you were a good journalist, and didn't want to stay in a fancy hotel, there was a very fancy sort of Hilton type hotel, Lang San, I think it was called, in Vientiane, where you wouldn't hear anything because you only saw Americans there. If you sat down at that bar, you would have, well, opium couriers, you would have French intelligence officers. They still were there. The French still had an advisory mission. Mm-hmm. The guy next to me, one guy was very important, was the commander of the French, that was his cover. Mm-hmm. The commander was a major, was the mm-hmm. commander of the French R&R camp for French military advisors at Paxong. Paxong is Paxé in the panhandle, and Paxong is about 50 to 80 kilometers north of there. And he was a commander. He was, of course, an intelligence officer and was extremely, I knew him well, extremely well informed. Other people who knew about it were, for example, Air America pilots. They mm-hmm. used to hang out there. Air America, for those of you who didn't know, was the airline that actually functioned exclusively for the CIA. They were there, they knew about it. They were all, there's a big, long bar, and all these people were there. The British knew about it, the Germans knew about it, the former Foreign Legion guards who had got stuck there. And I later found out that the CIA leadership, and the CIA guys in the field knew about it, but weren't listened to. Weren't listened to, especially not by Westmoreland, who was a fool. There were leading South Vietnamese officers who, as I found out later, were informed. But when I called, rather senior, the guy called Lin, who was who handled the media from the South Vietnamese government side, he said, "No, nothing's going to happen. You can go and I didn't want to cover Tet as a holiday because that's I've seen often enough. I had a long territory to look after, so that gave me a chance to go to Laos, but I couldn't go to Cambodia because Sihanouk wouldn't let me in. He would let me in a few months later. But Laos was very important, and of course, that is why I went there. And then there, because of the warning of these people who, over the years, had become very trustworthy sources for a journalist. Mm-hmm. That was like a market, like a fish market or so, where you exchange information. And they were very, very well informed. And the Americans were not. When I was, the following day, when I was standing outside or across the street from the American embassy, watching the exchange of fire, an American told me, a colleague told me, there was a CIA
a CIA pool party. They had a pool party the night before. They said nothing was going to happen. These were normal spooks. So even these guys didn't know, even though they were CIA. So their leadership, all their guys in the field, knew, but they had whoopsie daisies and had beer and they ate hamburgers and had no idea that that night Saigon was going to be attacked. In Laos, they knew it. Sorry, I spoke too long. Did you? Did everybody understand? Này có thể dịch ra để cho Phật mình trả lời của ông dạy cho mọi người anh đang di dịch ra phần đó tốt được là cái phần chắc đó. Để người hỏi thì chắc dịch được không, xin mời người hỏi với dịch luôn chắc anh đã dịch thì anh dịch luôn cho nó này. Dạ thì đây có một câu hỏi là ông có nghĩ là người Mỹ họ không muốn báo cho chính phủ Việt Nam biết là có sự tổng tấn công hay không? Đại khái như vậy phải không ạ? Dạ, và dạ. Là cái người mà đưa tin là những cái nguồn tin từ đâu đến? Dạ. Tin phản đáng, tin từ báo chí, tin từ những nguồn tin nào đến? Dạ. Thì ông có trả lời như thế này là ông biết, tại vì khi mà ông qua bên Lào á, thì ông ở cái khách sạn, ông biết cái khách sạn đó là có đủ mọi thành phần. Thì trong đó có một người, một cái bà thì bây giờ cũng lớn tuổi, cũng ngang tuổi ổng, bà đó là có lẽ về trùm về thuốc cần sa ma túy ở thời đó, bà mua bán, thành ra bà tiếp xúc cả hai bên luôn, bên nào bà cũng tiếp xúc. Thì qua bà và những người thân cận đó thì nghĩa là tình báo của người Pháp thì họ biết. Và cũng có thể là những người Mỹ ở đó là biết, nhưng mà khi họ báo cáo lại thì rất tiếc là ông tướng, có thể là ông Westmoreland lúc đó, ông không tin là cái chuyện đó xảy ra. Và những người đại khái là những người chuyên viên cao cấp cả hai bên, cả bên phía Hoa Kỳ và cả chính phủ Việt Nam mình, không tin là có cái sự mà tổng tấn công lớn lao như vậy, thành ra họ không có chuẩn bị. Theo có lẽ ý ông nói là không có phải là chính phủ Hoa Kỳ che giấu mình, mà chính ngay những người cao cấp như ông Westmoreland cũng không có ngờ là sẽ có trùng tập tấn công. Tôi có thể phụ giúp để trả lời câu đó. Dạ. Bởi vì trong công tác tình báo mà chúng tôi đã biết được vào 27 Tây, tức là trước Tết khoảng 3 ngày. Dạ. Thì có nguồn tin tình báo cuộc họp ở tại Trung cục mà Bộ Chính trị ra rõ ràng rằng sẽ đánh tổng tấn công vào Tết Mậu Thân. Tất cả mọi chuyện thì vẫn im lặng về phía Mỹ. Phía Việt Nam Cộng Hòa, bên đặc biệt nhất của chúng tôi là tướng Nguyễn Ngọc Loan làm tổng giám đốc cảnh sát. Ông ra lệnh tất cả cảnh sát cấm trại và đi đào giao thông hào, tất cả mọi sẵn sàng để chuẩn bị chiến đấu. Đó là để câu trả lời quý vị thấy rằng thành phố Sài Gòn, đặc biệt nhất thành Sài Gòn, vẫn giữ yên mà có thể là không có bị tổn hao nhiều với cái lệnh của ông Tướng Long. Trong khi chúng tôi đào giao thông hào thì tất cả những quân nhân đi phép vẫn bình thản đi phép, và họ dòm chúng tôi nói rằng cảnh sát lúc này lại đi ra chiến đấu, coi như họ mỉa mai với tôi vậy. Thì đó là câu để trả lời phụ cho ông này về cái việc mà về chuyện tình báo chúng vậy. Chúng tôi không biết khi biết đưa về trước 4 ngày, khi cái lệnh đưa ra, bởi vì cái nguồn tin chúng tôi là nguồn tin mà đã coi như đã cứu sống miền Nam cho tới năm 75. Cái chuyện đó tôi đã viết và đã đăng báo rồi. Thì có lẽ anh thấy rằng chính tướng Loan đã tin vào nguồn tin đó và ra lệnh cảnh sát phải sợ mà. Nhưng mà phía Mỹ vẫn im lặng. Xin để trả lời. Okay, thì he said that during a few days before Tết, General Loan, which is the head of police, he knew that there is an attack, so he ordered all the policemen, the entire police force in Saigon, you know, 100% prepare. No, I guess dismiss. Everybody has to stay prepared to fight. But even though in the American side is no word, but he already knew. He was a good man, Juan. Yes.
And that's why mainly Saigon was a little bit stronger in terms of counter attack than the other cities. I know. No, I learned, you're right, it's absolutely the same thing I heard later. Yes. He was a very good man, Ryan, and I'm sorry he had such a terrible fate afterwards, you know. Yes. Well, you know that Eddie Adams said these prayers at his grave, forgive me, the photographer. But Luan was, I know that, I knew that, that it says that Luan had given out the orders. It hadn't come through to us when we were in Hong Kong, especially, and not to the Americans, not to our sources, but I also called Vietnamese sources. Yes. You know, I never relied exclusively, and I called German sources, unfortunately, if I recall correctly. One of the best informed people in Saigon was Colonel Schuttle. He was a German military attaché. Yes. He was actually the station chief for German intelligence, BND, which was the equivalent of the CIA, German equivalent. But he had just been moved, you see. He was, I could call him from wherever. I said, "You ask him what's going on." He said, "Careful, that. He had his fingers out here. But he's right, Luan was a very, very good guy. Which those of us who were combat correspondents, you must tell him that, those of us who were combat correspondents and knew the French, the Vietnamese military officer, we respected Luan very highly, a very, very good officer. Reliable, straightforward. Thì ông là đồng ý và ông có nhận xét riêng là tướng Loan là một tướng rất là tài giỏi và những người ký giả chiến trường ngoại quốc như ông đó là rất phục cái sự gan dạ và sự tình báo là dạ, tướng Loan có biết và tướng Loan đã bảo vệ được thành phố Sài Gòn trong cái vụ mậu thân đó. Tôi có hai câu hỏi. Cái thứ nhất là trong suốt thời gian mà mình tái chiếm ở Huế đó, là ông ký giả này có mặt thường xuyên ở đó không? Cái thứ hai mà khi sau đó đó, từ mình quản các mồ đó, ông đã chứng kiến những cái mồ tập thể nào như thế nào để ông có mặt trên đồng cho So the chairman had two questions for you. The first one that when the fighting to recover the way again, the city, were you there? That's the first question. Yes. Yes. But from the south. Yes. Okay, there was a German woman actually who was with the Vietnamese army. I think it was the airborne, Vietnamese airborne and American airborne, who came in from the north. I came in from the south. Yes. Okay. Thì ông trả lời câu hỏi thứ nhất là ông có mặt ngay cái buổi những trận đánh mà tái chiếm lại thành phố ấy, nhưng mà ông nói là ông đi từ phía nam đi lên, còn những có một người khác hình như là một người đàn bà thì lo về phía bắc, có lẽ là khi mà mình đánh lại chiếm thành phố thì có thể mình đi hai phía, phía nam và phía bắc, thì ông chỉ đi theo cái đoàn mà quân đội Hoa Kỳ đánh từ phía nam lên để chiếm lại thành phố. Đó là câu trả lời cho câu hỏi. In my lecture, this was for logistical reasons. For us journalists, the only way to get into Hue, yes, if you were in Saigon, if you had been with the American movement troops, also that was a different thing. But those of us who, if you came from the south, from Saigon, the only way to get into Hue is to fly to on U.S. Air Force planes to Da Nang, and then through the pass went on this with military convoys, marine convoys, into Phu Bai. Yes. And outside Phu Bai airport there was this big quarters, they had a base, a marine base. Yes. And then they went into Hue from the south. Yes. Okay? Yes. And these are the joint. Now others came up. So the question he asked was I with him? Yes, but by the time I arrived, the southern side, the new city of Hue, yes,
where your parent, your uncle lived, and then that was already liberated more or less, although you still had snipers, but the area was pretty clear. And the northern part, that's the old city of Hue and the citadel and all that, that area was still under communist control. Yes. And I was with the Marines that got into Hue from the southern end into the old city, and that's why this incident was. Yeah. Chỉ một cách duy nhất là những ký giả ngoại quốc, ký giả chiến trường mà đến Huế được là bay vào Hội An, từ Hội An đi theo đoàn quân đến Phú Bài. Phú Bài là tạm gọi như là tổng hành dinh của quân đội Mỹ để mà tái chiếm lại. Thì ông từ Phú Bài đi theo cái đoàn quân của Hoa Kỳ đến đóng tại phía nam sông Hương, rồi từ đó phía nam sông Hương mới đi qua dòng sông để mà chiếm đánh lại cái tượng đài. Thì ông có dự cái những cái trận đánh mà đi chiếm lại cái thành phố. Nên đó là ông trả lời tại sao về phía nam. Rồi còn câu thứ nhì nữa. Câu thứ nhì. Để mà trả lại câu đó. Dạ không, dạ. Để hỏi câu thứ hai. Để hỏi thứ gì nhá. And the second question he asked you, were you participate or were you the eyewitness during the grave digging? You know, so any digging, anything like that? No, that was, I came when literally half an hour after that one grave was found, the last grave. Yeah. But I wasn't at the digging, I wasn't there. Yeah, okay. And it's just that the Vietnamese officers who were there described to me what had happened and how they discovered those fingernails coming out and then say, oh, this must be where a grave was. Yeah. So, khi mà cái cuộc đào bắt đầu á, thì rất tiếc là ông không có mặt tại chỗ. Thì ông đến những tiếng hồ sau. Thì có những người Việt Nam ở đó, có những sĩ quan hay là những người mà phụ trách đó, thì giải thích cho ông đây là chúng tôi đào là thấy những xác như vậy. Thì đó, nhưng mà tạm gọi là ông không có mặt ngay từ giờ đầu, nhưng mà ông có mặt chắc cái cuộc đào nó đang diễn ra và ông đã thấy những xác chết, những bàn tay ở dưới mọi lên. Đó là sự trả lời. Hôm nay anh bàn có gì? Dạ thưa. Dạ thưa quý vị. Dạ thưa, đây không phải là câu hỏi, nhưng mà chúng tôi nói lên để sự xác nhận của ông cái lời nói tôi có đúng hay không. Là vì xưa nay biết bao nhiêu báo chí cũng như sách vở tôi viết lên, vì tôi là một cái tạm gọi là nhân chứng đi của cái vụ Mậu Thân. Vì cái lúc ấy tôi là nghị viên, là chủ tịch ủy ban truy tầm và cải táng nạn nhân Mậu Thân, tôi đã nói lên cho mọi người biết, nhất là tại kỳ này, là Việt Cộng đã tấn công. Nhưng mà tấn công đây là tấn công đối với dân. Tất cả những cơ quan trọng yếu tại Thừa Thiên Huế nó chiếm không được. Ví dụ như 10 quận ở Thừa Thiên không chiếm được. Các cơ quan quân sự tiểu khu Thừa Thiên, ngay cả Đài Phật Thanh Huế, tất cả những cái yếu khu tại Thừa Thiên, tại Huế nó không chiếm được. Thế mà nó bảo là chiếm thắng. Thì tôi đã kết luận với mọi biết, nó chiến thắng, nó bắt đi trên 7.000 người, nó chiến thắng trên cái vùng máu mà nó giết trên 3.000 người mà chúng tôi đã tìm xác ra được một cách rất là tức tưởi. Thì bây giờ 50 năm nay cộng sản đã tổ chức cái cuộc chiến thắng Mậu Thân, thì hỏi chiến thắng là gì? Thì chúng tôi xin ông xác nhận tôi lời nói của tôi từ lúc trước từ đây có đúng hay không, là chúng tôi chiến thắng chứ không phải nó chiến thắng. Vì nó chiến thắng là nó chiến thắng quân đội, nó chiến thắng là mất tất cả những cốt yếu khu nhiều ít, nhưng mà nó chỉ chiến thắng với dân chúng tôi. Nó kêu dân chúng tôi nổi dậy, chúng tôi nổi dậy, nó dập cho cái việc. Dạ xin ông có đồng ý với tôi những cái anh thế là. So he stated for 50 years he, at that time he was the representative of people got elected into our, I guess, a House of Representatives, similar to American House. And also he was the chairperson to organize the grave digging of the sites in Hue. And for 50 years he has been publicly tell all the people what happened. So the communists did not
occupy all the major military sites, and also, for example, the radio station, they did not occupy. And probably also the famous one, the court one, quarter Do Manga, the general headquarters, they did not occupy. But so to them, that was a big victory. But he said, I always said that, no, your victory is you occupy the people, you kill the people, yeah. And the one that, you know, no defense and the population. Yes, you win the population, you control that, but then you massacre them. But you did not win actually the battle way at all, because you did not occupy any important, yeah. So can you clarify? Can somebody give me a glass of water? I'm very tired. Yeah. Is there any water there? Just let me give you a very important answer. That's what he said is absolutely right. Oh, thanks very much. The Hue was probably the most xenophobic place in South Vietnam before the Tet Offensive. I knew this because I've been to Hue very frequently before that. And they certainly weren't for America. You know where one of the most phenomenal visions that I had was outside the villa where the Dowager Empress lived. Yes. There was a graffito on the wall that used to be Cha Dao Mi, you know, slit the American throat. The Mi was on top of Phap. Underneath was fat, and you could see it was whitewashed and then me. And when I came back after the Tet Offensive, the me was whitewashed out and said, call. Yeah. And even I, although my Vietnamese wasn't very good, but I could see the meaning, was first Cha Dao Phap, then Cha Dao Mi, and then now Cha Dao Con. And that was the most important event. I went back to Hue several times after the Tet Offensive, and every time I got there after Tet, they were so anti-communist, it was amazing. But the American press didn't cover that. I didn't. I mean, I found it absolutely staring. They were proud nationalists, that is understandable, they had a wonderful history, but it was. In the end, it ended up Cha Dao Con. It was outside, right outside the wall of the Dowager Empress's home. Yes. Ông nói là ông rất là thích thành phố Huế, là một thành phố rất là đẹp. Và khi mà ông đã trở lại rất nhiều lần sau cái trận Mậu Thân nữa, thì ngay cái trận Mậu Thân khi mà ông đến thì ông có thấy là cái dinh mà bà Từ Cung ở là dinh gì vậy? An Định. À, khu ở cái dinh An Định. Thì ngay cái bờ tường của dinh An Định đó có một cái lời viết là kiểu như là ta chống Pháp, ta sẽ đánh Pháp. Thì khi mà cái Mậu Thân á, ông thấy cái chữ Pháp á, bị gạch ra và viết là ta chống Mỹ. Nghe chữ Pháp bị gạch ngang thôi, thì dụ như chúng ta chống Pháp thì bây giờ trở thành chúng ta chống Mỹ, thì đó là cái điều mà ông thấy nhận xét, đó là chứng tỏ là tụi nó cái phía Việt Cộng là họ muốn chủ trương chiếm và để mà coi đó là cái địa điểm của họ. Thì sau cái Mậu Thân ông trở lại rất là nhiều và ông thấy là tất cả ngoài Huế đều rất là chống cộng, rất là mãnh liệt. Đó. Rồi sau cái trận Mậu Thân đó, nhưng mà rất tiếc là những ký giả ngoại quốc là không có nêu ra cái điều đó. Họ thì kiểu như là họ theo phía Cộng sản, họ phản chiến và họ vẫn coi như là không có gì xảy ra, không có gì quan trọng để họ đến. Đó là cái điều nhận xét của ông về thành phố Huế sau 68.
Dạ, tôi nhớ những gì hỏi. Dạ. Bởi vì chúng tôi là gia đình nạn nhân. Dạ. Cũng như bác sĩ Hữu. Dạ. Cũng là gia đình nạn nhân. Dạ. Mà trong cái tài liệu của ông thì ông danh sách được kiểm kê là trên 4.000. Dạ. Nhưng mà cái danh sách đính kèm đấy thì tôi khoảng có mấy trăm ấy. Dạ. Vừa rồi trước khi họ báo tôi đã là do mà trong cái danh sách thì được khoảng mấy trăm rồi. Dạ. Như thế thì còn cái danh sách nào nữa hay không? Dạ. Vì theo tài liệu của ông là trên 4.000 người được ghi, được giọng nghiệm và ghi tên đó. Dạ. Mà tôi thấy đấy, cái danh sách đính kèm đó được mấy trăm. Thưa, he asked, there was a list of the name of the members, the people that would massacre, that was killed. Yeah, execution list. Right, execution. Yes, and he only recognized only few hundreds. So, but he is aware there's a list of over 4,000. So he asked, did you have any other source anywhere that you found a list or anything happened to that? I didn't find the list. Yes. But as I said, I had several sources, several witnesses. Yes. I interviewed several witnesses about that. Okay. The most important witness was that old professor I met in the university who pretended to be crazy. But I personally have no, I haven't seen the list. Yes. But then, you know, there was so much else going on, I couldn't pursue the list, and then I went back to Hong Kong, and then came back to a week later, or 2 weeks later. So. Thì ông nói là tại vì trong cái cuộc trận đánh ngay cái lúc đó thì ông không có được một danh sách nào hết trơn. Nhưng những người có danh sách và biết và nhân chứng sống là cái ông giáo sư đại học mà là đã giả khùng, giả điên để mà tụi Việt Cộng nó không bắt không giết, thì ông đó là người nhân chứng đã thấy danh sách và ông đó nói chuyện với ông bằng tiếng Pháp khi mà hai người gặp nhau ngay trong lúc mà đi giải phóng ấy, thì người đó đã có. Cái ông giáo sư đó người Đức hay là người Việt, chắc là giáo sư người Việt Nam, người Việt Nam. Dạ. He doesn't have a much of time, so he would, because my wife is very ill. So please. Yeah, quick questions, you know. Mr. Ngu said, you know, the chief of Vietnamese police in the South of Vietnam already knew about 1968. My question is, did any high rank official of the United States know about this? I wonder about that. I mean, look, clearly Westmoreland didn't take it seriously. I met years later a very high-ranking CIA officer, and he said, yes, we knew. He was based in Vietnam at the time. Actually, he was a Marine at that time. He was a forward air controller, but then later joined the CIA. And he researched it, and he said, there were lots of people who knew, but they weren't listened to. The Vietnamese warned the Americans, the American field representatives knew. For example, in South Vietnam, I'm quite sure, you were in the Delta, was the police chief in the Delta? Ông có hỏi là cái vùng miền Nam mà. Yeah, he worked in police force. Yeah. I'm quite sure that his people told the Americans. I'm quite sure the Americans, there were very decent and good American officers there, told the higher-ups. But then there was something like that, because you see, there was a conflict, and this we can discuss this when we meet another time, hopefully. There was a conflict between the reality which he experienced and I experienced, and that was the truth. And then there was a higher truth, and there was the higher truth that was the truth that
the Americans were no longer willing to fight this war. There was a long, big section of the American population, intellectuals, including the media, but not the reporters. But these were the higher-ups in New York and Washington, who had turned to the other side. This is Wong Wing-jap wrote, told the commissars, I think it was the 306th Division, political commissars, that the enemy, meaning the West, would not carry out or continue a long drawn out war because they didn't have the patience. A democracy, and we have this problem now had this problem with Iraq, and we have the problem in Afghanistan. The American political system, or the Western democracy, has time limits, and when the time runs out, it doesn't matter. And the Americans are then willing to abandon. So yes, there were people. The people in the field knew. Some of the best intelligence officers knew, and I knew some of the best intelligence officers. But the higher ups in Westmoreland dismissed it. The politics dismissed it. The politicians dismissed it. Walter Cronkite dismissed it. And when Walter Cronkite told 22 million Americans that this war cannot be won, it was the end of the war, and Vietnam was lost, and the results we know. That is the problem, and I don't know how we can solve this problem politically, because it is a problem of democracy, and if you are persistent enough, if there's an anti-democratic movement like the communists or like the Islamic terrorists, you just have to wait. The most, I think, one of the most knowledgeable German correspondents in Vietnam, his name was Adelbert Weinstein. He was a World War II colonel in the German army in the Wehrmacht, and then he was a reserve brigadier general in the West German army. And he was a correspondent for Frankfurter Allgemeine, which is sort of the New York Times of Germany, except it isn't left-wing, it's conservative. And his final, when Saigon fell, the punchline, the end of his column was, America couldn't wait. Had no patience. That's the problem. That is the main problem. This is, I mean, there were other issues, but one always says, you know, there was corruption. I'm quite sure there was corruption, but then there's corruption in the United States. Look at Illinois. Of the last seven governors, four are in jail for corruption. So you can have all these things, but basically the conflict was that America couldn't win. America couldn't wait, and the media were not informed, and they did not read. Those journalists who reported against South Vietnam never read books on the history of Vietnam, history of the First Indochina War, Burnout Fall, the two Vietnams, never read what the communists did after 1954 in North Vietnam, the mass murder, the land reform, all that sort of thing. They never knew all this. But if you don't know that, then of course, That's a French name. Một rất là ngắn. Cái câu hỏi là như vậy thì có sự che giấu nào giữa hai chính phủ không? Thì ông tạm thời ông giải thích là không có sự che giấu. Ở dưới đều biết, nhưng mà rất tiếc khi báo cáo lên cấp trên thì cấp trên không tin. Và ông nói rằng là cái kết luận của ông cũng như kết luận của những người ký giả khác đồng nghiệp ông là tại vì dân Hoa Kỳ không có kiên nhẫn trong cái chiến tranh Việt Nam. Chính xác. Rất cảm ơn ông Simon Nettle là vì
bữa nay mục đích của bữa nay là muốn nghe tiếng nói một nhân chứng thật sự, nghĩa là để xác định được những cái việc làm của chế độ cộng sản là sát hại dân ở Huế trong cái Tết Mậu Thân 68, để trả lời cho chúng làm cái tiệc ăn mừng, và chúng phao rằng những người chết đó là do bom đạn của Mỹ chứ không phải là do chúng giết. Đó là điều đó này. Thành ra rất cảm ơn tiếng nói của một nhân chứng sống còn tới bây giờ để mà về việc Mậu Thân Huế. Cái thứ hai, không biết ông có ở đây lâu không, nếu mà tới đây từ đây tới cuối tháng ngày 25 Tây mà nếu có, tôi mời ông tới để dự cái buổi lễ, mà cái buổi mà mình tưởng niệm nạn nhân của Mậu Thân Huế, để nếu mà được anh Di với anh Di để tới dự bữa đó, để chính ông lên nói cho những người có mặt ở đó nghe lại một lần nữa, xác nhận lần nữa đây là nhân chứng sống của cái vụ Tết Mậu Thân. Tôi cũng rất cảm ơn, mặc dầu cũng được biết là bà xã của ông ở nhà cũng không khỏe lắm, thành ra ông không có thời giờ ngồi lâu với chúng mình được. Rất cảm ơn, rất cảm ơn ông. Anh dịch lại. Mời anh. On behalf of the committee, the chairman said that he realized that your wife is not very well shaped, but you spend time with him here at the table, so he really appreciated very much, and he would like, the whole committee is very appreciated you will come here and let them know, and he extend the great honor to invite you to participate in the ceremony on the 25th, and the detail we will get in touch with that, but so you can voice you can hear your voice as a witness, eyewitness during the Tet Offensive and all the massacre at Huế, and tell the future generation what really happened instead of listen to the propaganda of the communist side. Thank you.